Như vậy các bạn thấy các thành phần của Zenfirm View Helper, chúng ta đã tìm hiểu được về cách sử dụng của các thành phần này. Khi mà chúng ta muốn xuất ra một element nào đó và chúng ta có thể gọi vào View Helper tương ứng để xuất ra thành phần element đó ra ngoài view. Ở đây các bạn thấy chúng ta có khoảng là 5 element. Ví dụ form element, form element error, form input, form label và form role. Đây là các thành phần mà các bạn thấy nó khá mới. Do đó trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng của các thành phần này. Về thành phần form element error, để hiểu được và để sử dụng được thành phần này thì đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc qua về vấn đề validate trong form. Và với kiến thức của chúng ta thì chúng ta chưa học về validate. Do đó form element error tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau khi chúng ta đã biết cách để tiến hành kiểm tra dữ liệu trên form. Như vậy trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần form element, form input và form label. Tôi sẽ quay lại phần mã nguồn. Ở đây các bạn thấy chúng ta đang thao tác với index 04. Như vậy tôi sẽ copy từ action index 04 này. Chúng ta tạo ra đó là index 5 action. Nội dung này chúng ta vẫn giữ lại và tôi đóng controller lại. Tôi đóng tập tin view lại và chúng ta tạo ra một tập tin view mới. Ở đây tôi sẽ thay đổi thành là index 05. Tôi vào index 05. Các bạn thấy trong index 05 hiện tại thì chúng ta có xuất ra thẻ form và xuất ra phần testbox. Bây giờ tôi sẽ thực hiện như thế này. Tôi sẽ giữ lại ba thành phần đầu tiên. Các thành phần ở phía dưới chúng ta bỏ nó đi. Tôi vào lại index 05. Các bạn thấy sẽ xuất hiện thành phần testbox, thành phần number và thành phần password. Để xuất ra các thành phần này thì các bạn thấy chúng ta gọi vào các lớp tương ứng như là form test, form number và form password. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về form element. Như vậy cách mà chúng ta sử dụng form element như sau. Ở đây tôi sẽ copy xuống một dòng nữa. Chúng ta không gọi đến form test nữa mà chúng ta sẽ gọi đến form element. Sau đó tôi refresh lại để xem có gì thay đổi hay không. Tôi refresh. Các bạn thấy chúng ta vẫn xuất ra một ô testbox. Tôi lít phải chọn embed element. Các bạn thấy ở đây, đây là ô input đầu tiên chúng ta xuất ra bằng cách gọi view helper là form test. Còn ở đây chúng ta xuất ra bằng cách gọi vào lớp form element. Như vậy các bạn thấy hai nội dung này nó không khác gì nhau. Bây giờ tôi thử trường hợp khác. Ở đây tôi cũng bỏ đi phần form test này. Tôi copy nội dung này đem xuống phía dưới. Để xuất ra phần number, tôi không gọi đến form number nữa mà tôi gọi đến form element. Chúng ta truyền vào đây đó là my number. Nội dung này tôi cũng xóa nó đi. Và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta vẫn in ra được đó là đối tượng number. Tương tự như vậy chúng ta thử in ra phần password. Ở đây phần br tôi xóa nó đi. Đối với phần password thì chúng ta cũng là form element. Và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy tôi cũng in ra được đó là giá trị password. Như vậy đối với form element, chúng ta có thể ghi thêm một phần ghi chú nữa. Form element thì nó sẽ bao gồm luôn cả phần form input. Và nó còn bao gồm ví dụ như là form testbox, form number. Và ở đây các bạn thấy nó còn nữa là form password. Ở đây chúng ta nói chung là nó bao gồm các thành phần form x nào đó. Và x đây là một element. Element này là những ô input, những multi checkbox, những checkbox, những radio button tồn tại trên form của chúng ta. Như vậy form element chúng ta đã tìm hiểu xong. Về cách sử dụng của form element còn một cách sử dụng như thế này. Ví dụ các bạn thấy chúng ta muốn xuất ra ba thành phần thì chúng ta phải echo 3 lần. Ở đây tôi sẽ tạo ra một vòng lặp như sau. For each
và tôi sẽ duyệt qua phần my form. My form ở đây chúng ta sẽ add đó là element và chúng ta sẽ echo ra. Tôi copy nội dung này, tôi đem xuống phía dưới. Echo did gọi đến form element và truyền vào đây một đối tượng là element. Bây giờ chúng ta thử refresh lại. Các bạn thấy nó xuất hiện ra một giao diện như thế này. Như vậy giao diện này là do đâu mà có? Tôi sẽ tắt đi phần ở phía trên để các bạn không bị rối. Và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta in ra được text box. Ở đây có thể là number, ở đây là text area, submit form, vân vân. Có checkbox, có multi checkbox. Như vậy khi chúng ta for each my form a element, chúng ta đang thao tác với study one. Như vậy trong study one này, hay nói cách khác trong form của chúng ta có bao nhiêu phần tử thì form element nó sẽ xuất ra bấy nhiêu phần tử cho chúng ta, mà chúng ta không phải thực hiện từng dòng code như thế này. Bởi vì các bạn thấy form element nó bao gồm tất cả các thành phần form này. Do đó nếu như đối với test box thì chúng ta sử dụng form element cũng đúng, đối với button submit thì chúng ta sử dụng form element cũng đúng. Và đây là cách mà chúng ta có thể tìm hiểu về form element. Bây giờ chúng ta sẽ qua một thành phần nữa, đó là form input. Tôi sẽ sử dụng ngay tại ví dụ này luôn. Nội dung này chúng ta sẽ đóng nó lại. Đối với form input, tôi bật nội dung này lên và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta xuất ra được my test box và my test box của chúng ta thuộc về form input. Do đó chúng ta cũng có thể gọi đến đó là view helper form input trong trường hợp này. Tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta xuất ra được hai ô input. Bây giờ chúng ta sẽ thử một trường hợp không phải là ô input. Ở đây chúng ta sẽ bật lại phần for each này. Chúng ta xem thành phần nào không phải là ô input. Tôi sẽ click phải chọn embed element chẳng hạn. Các bạn thấy chúng ta có một phần tử là button. Bây giờ tôi sẽ xuất ra phần tử button này. Name của nó là my button. Như vậy tôi xóa đi nội dung này. Chúng ta sẽ copy và đem xuống một dòng. Ở đây sẽ là element button. Và chúng ta chỉ việc gọi đến đó là my button. Để xuất ra my button thì chúng ta có thể sử dụng form element. Nội dung này chúng ta tắt nó đi và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta có input và button. Ngoài ra để xuất ra form button chúng ta có thể gọi đến đó là lớp view helper form button. Refresh lại thì các bạn thấy chúng ta vẫn in ra được phần button này. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua form input và chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy đối với form input trong trường hợp của chúng ta thì chúng ta không lấy ra được nội dung của nó. Như vậy đối với form input nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta xuất ra các thành phần nào có giá trị là input. Hay nói cách khác, ở đây tôi có thể ghi chú như thế này. Form input nó sẽ tương ứng với những thành phần input có type bằng với một giá trị nào đó. Bây giờ chúng ta còn một view helper về form nữa cũng khá quan trọng, đó là form label. Cách sử dụng của nó như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi xuất ra đó là thành phần textbox. Tôi đóng đi nội dung này lại và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta có textbox. Bây giờ chúng ta muốn xuất ra phần tiêu đề của textbox này. Quay lại phần form của chúng ta, các bạn thấy textbox của chúng ta có thiết lập cho nó thuộc tính là label. Như vậy chúng ta muốn lấy ra được đối tượng label này thì đòi hỏi chúng ta phải gọi đến view helper, đó là form label. Như vậy tôi sẽ gọi như thế này. Tôi quay ra ngoài phần view. Trước khi chúng ta xuất ra phần textbox, tôi sẽ echo một lần nữa. Did chúng ta gọi đến form label và chúng ta lấy từ element nào, đó là element my textbox. Sau đó tôi refresh lại thì các bạn thấy chúng ta đã xuất ra được giá trị là label. Ở đây tôi sẽ thử click phải chọn embed element. Các bạn thấy label của chúng ta có last, có id, có for
Và những giá trị này chính là những label attribute mà chúng ta đã thiết lập trong MyTextBox. Và đối với label, chúng ta còn một cách sử dụng mới của nó. Ở đây thì chúng ta chỉ đơn giản đó là in ra phần label. Bây giờ tôi sẽ thực hiện như thế này. Tôi copy nội dung này, chúng ta đem xuống phía dưới. Firm label, my firm gọi đến get MyTextBox. Đây là tham số thứ nhất. Tham số thứ hai tôi truyền vào đó là nội dung này. Chúng ta copy nó và chúng ta truyền vào cho tham số thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại xem nó xuất hiện kết quả là gì. Ở đây tôi refresh. Các bạn thấy chúng ta vẫn xuất ra được gen firm element test và ở đây chúng ta có một giá trị là MyTextBox. Tôi thử kiểm tra lại. Ở đây chúng ta xuất ra là đối tượng did gọi đến firm label. Giá trị đầu tiên my firm gọi đến phương thức get truyền vào đây MyTextBox. Giá trị thứ hai đối tượng did chúng ta gọi đến firm input. Tôi thử thay thành là firm test chẳng hạn. Và truyền vào đây my firm gọi đến get textbox, chính xác rồi. Chúng ta kiểm tra lại, chúng ta sẽ xuất ra được kết quả gì cho trường hợp thứ hai. Các bạn thấy đây là trường hợp đầu tiên, có label và có input. Còn trong trường hợp thứ hai của chúng ta, input nó đã đi vào và đã nằm trong đối tượng label. Bây giờ tôi sẽ thử thêm vào tham số thứ ba. Đối với tham số thứ ba thì chúng ta có hai giá trị. Giá trị đầu tiên có thể là append. Refresh lại. Các bạn thấy khi append thì giá trị textbox nó sẽ xuất hiện nằm ở phía sau. Nếu như muốn nằm ở phía trước thì chúng ta đưa vào đây đó là repend. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy textbox nó đã nằm ở phía trước. Và đây là trường hợp sử dụng thứ hai của firm label. Trường hợp sử dụng thứ ba. Lúc này chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ thử vào firm label. Các bạn thấy đối với firm label chúng ta cũng có phương thức là open tag và load tag. Như vậy chúng ta có thể là đưa vào hai giá trị này. Đầu tiên, did gọi đến firm label và chúng ta sẽ gọi đến open tag. Khi gọi đến open thì các bạn thấy chúng ta truyền vào một element. Đây là element mà chúng ta cần truyền vào. Đã có open rồi thì phải có load. Như vậy ở đây sẽ là load tag. Tắt đi phần element này. Ở đây chúng ta dư hết một dấu ngoặc. Và tôi refresh lại. Trường hợp thứ ba, các bạn thấy chúng ta có label. Tuy nhiên trong label này chưa có bất kỳ nội dung gì cả. Để thêm vào nội dung, ví dụ tôi đưa vào đây, tôi echo ra, chúng ta sẽ có một thẻ H3 nào đó chẳng hạn. Và chúng ta sẽ đưa vào nội dung cho thẻ H3 này. Label đóng H3 lại. Và chúng ta sẽ thử refresh xem nội dung này nó có hiển thị trong phần label hay không. Tôi refresh. Các bạn thấy trong label của chúng ta đã có thẻ H3. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào một input cho nó. Tôi sẽ đưa vào đây. Và chúng ta tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy trong label chúng ta cũng đưa được vào một ô textbox. Như vậy các bạn đã thấy được sự linh hoạt khi chúng ta sử dụng các thành phần như là firm element, thành phần firm input. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm một thành phần nữa, đó là firm label. Tôi cũng ghi chú vào đây. Đó là firm label. Và các thành phần này các bạn thấy nó đều thuộc vào thành phần firm role. Hay nói cách khác, khi chúng ta sử dụng thành phần firm role thì nó sẽ bao gồm các thành phần firm label, firm input, firm element và firm element error. Như vậy trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của thành phần firm role là như thế nào.